Quyền vương Anthony Joshua hạ đo ván Pulev và bí kíp lạ từ Mayweather. Anthony Joshua cho thấy anh xứng đáng là một trong số các tay đấm hay nhất làm boxing hạng nặng đương đại. Kubrat Pulev, tay đấm 39 tuổi tới từ Bulgaria, là một trong những võ sĩ hạng nặng thuộc top thế giới. Tuy nhiên, Anthony Joshua là đối thủ quá sức với anh. Ở trận đấu tranh 4 đai hạng nặng hôm 12 tháng 12 vừa qua, Pulev chơi không hề tồi, nhưng Joshua thì quá xuất sắc. Màn đo ván ở phút thứ 3 hiệp 9 là một điều tất yếu phải xảy ra, bởi quyền vương Anthony Joshua hoàn toàn vượt trội so với rắn hổ mang người Bulgaria. Ngay từ khi chưa bắt đầu, Joshua đã có nhiều lợi thế. Anh được thi đấu trên sân nhà, có sự huấn luyện của Wladimir Klitschko, từng thắng Pulev và được Mayweather truyền nhiều kinh nghiệm. Sau chiến thắng nâng thành tích lên 24 trận thắng 1 trận thua, Joshua mô tả Mayweather là nguồn cảm hứng tuyệt vời. Ngoài ra, nhà vô địch 31 tuổi còn cho biết chiến thắng vừa qua có dấu ấn lớn của những chiến thuật mà anh học được từ các huyền thoại quyền Anh như Mike Tyson, Evander Holyfield, Larry Holmes, Ernie Shavers. Hạ gục Pulev, Joshua được đàn anh Mayweather đến tận nơi để chúc mừng. Tại đây, độc cô của bãi boxing đã gửi tới quyền vương những lời khuyên có phần lạ lùng. Mayweather ghé tai Joshua nói, quyền Anh giống như cờ vua, nhưng không phải là môn cờ thông thường. Joshua trả lời cựu tay đấm người Mỹ, tôi luôn sống thật với bản thân, học hỏi mỗi ngày, và khi tôi luống tuổi, tôi khôn ngoan hơn. Tôi biết rằng quyền Anh là cờ vua chứ không phải cờ caro. Tôi chơi một trò chơi thông minh và tôi thực hiện những bước đi phù hợp với đúng thời điểm. Đoạn hội thoại giữa Mayweather và Joshua có phần trừu tượng với khán giả, nhưng thông qua những lời nói của võ sĩ người Anh thì có thể thấy tay đấm 31 tuổi đã hiểu được ý tứ của độc cô cỏ bại muốn chia sẻ là gì. Sau trận thắng Pulev, Joshua sẽ bước vào tập luyện để thi đấu với Tyson Fury, một trong 3 võ sĩ hạng nặng đương đại hay nhất thế giới. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Anthony Joshua khó đại chiến Tyson Fury, phải vượt qua miêu hiệp Oleksandr Usyk. Đã không có bất ngờ xảy ra, nhà đương kim vô địch thế giới người Anh chiếm ưu thế áp đảo trong phần lớn thời gian thi đấu tại sàn đài SSE Arena Wembley, London, trước khi đấm gục đối thủ người Bulgaria ở hiệp đấu thứ 9. Với kết quả này, Aziz Kubrat đã tiến lại rất gần trận nhất thống giang hồ làng quyền Anh hạng nặng, đấu với Tyson Fury giận dữ. Aziz đã hoàn toàn đúng, Pulev không còn là Pulev của 6 năm trước khi anh bị Wladimir Klitschko đấm gục ở hiệp 5. Pulev khi đó, dù để thua chóng vánh nhưng vẫn còn cứng cựa hơn và giàu khát khao hơn. Pulev ngày hôm nay đã hoàn toàn bất lực và chậm chạp trước ưu thế trẻ trung và năng lực xuất quyền đầy cương mãnh của đối thủ bảo vệ 3 đai vô địch thế giới người Anh. Sau 2 hiệp đấu đầu tiên thận trọng và thăm dò, Aziz bắt đầu bùng nổ ở hiệp đấu thứ 3. Hàng loạt cú đấm thọc chính xác của võ sĩ người Anh đã khiến Pulev choáng váng, và anh này phản ứng theo một cách tiêu cực nhất, quay lưng và chạy trốn khỏi vùng sát thương của đối phương. Bình luận viên tường thuật trận đấu sau đó đã nhắc đi nhắc lại mối nhục này. Anh không được quay lưng về phía đối thủ, không được phép quay lưng về phía đối thủ. Tiếp theo đó, một cú móc ngược của Aziz đã khiến Pulev ngã ngửa ra sàn đài. Đây là lần thứ 2 Pulev bị knockdown. Trọng tài đã phải đếm, nhưng võ sĩ người Bulgaria vẫn gượng dậy và cố gắng trụ lại cho đến khi hết hiệp. Trong một hiệp đấu tiếp theo, Pulev bắt đầu hồi phục và cố gắng chiến đấu dữ dội. Tuy vậy, ngay ở thời điểm tưởng chừng như võ sĩ người Bulgaria có thể thực sự thách quyền uy của Aziz, thì võ sĩ người Anh lại ra sát chiêu. Ở hiệp đấu thứ 9, Aziz tung ra một series đòn khiến Pulev khuỵu ngã xuống đài. Trọng tài tính là knockdown và bắt đầu đếm, xác định Pulev có thể tiếp tục thi đấu. Trọng tài cho trận đấu được tiếp tục, nhưng ngay lập tức, một cú đấm thọc nhử đòn của Aziz nối tiếp bằng một cú móc ngược khiến Pulev ngã sõng xoài. Dù sau đó anh này đã cố gắng gượng dậy, nhưng trọng tài đã đếm đến 10 và xác định rằng Pulev không thể tiếp tục thi đấu, và Aziz chính thức bảo vệ thành công các đai vô địch của mình. Với thất bại này, Pulev hoàn toàn vỡ mộng tưởng của mình. Đây chắc chắn sẽ là lần thách đấu các đai vô địch thế giới cuối cùng của võ sĩ 39 tuổi người Bulgaria. Trước khi thượng đài thi đấu với Aziz, Pulev đã từng ra sức tưởng tượng đến viễn cảnh. Khi tôi đánh bại Joshua, tôi sẽ trở thành ngôi sao lớn, còn lớn hơn cả Heroes Stoichkov ở đất nước Bulgaria. Chưa có ai ở Bulgaria từng trở thành nhà vô địch quyền Anh thế giới hạng nặng chuyên nghiệp, Vì thế tôi có ý định đấm knock out Joshua, trở thành người đầu tiên. Ngay sau chiến thắng thuyết phục, Aziz đã đáp lời thói điêu toa của đối thủ người Bulgaria, thứ mà anh phải chịu đựng trong suốt mấy tuần lễ trước trận đại chiến, và gọi tên Tyson Fury giận dữ như là đối thủ tiếp theo của mình. Quyền Anh xét cho cùng chính là nói ít và xuất quyền nhiều. Tôi hy vọng mọi người cảm thấy hạnh phúc sau khi xem trận đấu ngày hôm nay. Cầu chúc mọi người có một kỳ lễ Giáng sinh thật tuyệt vời. Hẹn gặp lại các bạn vào năm 2021. Tôi muốn đón nhận thách thức. Nó không phải là kẻ thù mà là về di sản của tôi. Nếu như các bạn muốn tôi đối đầu với Tyson Fury, thì chúng ta hãy cùng nói về Tyson Fury nhé. Dù Joshua đã có chiến thắng khá ấn tượng trước Kubrat Pulev, tuy vậy có một người lại không cảm thấy quá ấn tượng, đó là Tyson Fury. Anh này viết trên mạng xã hội: "Sẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, Anthony Joshua. Tôi muốn đấu với anh ở trận đấu tiếp theo. Tôi sẽ đập nát anh như cái cách mà tôi đã làm với oanh tạc cơ sắt, biệt danh của Deontay Wilder. Tôi sẽ hạ knock out anh sau 3 hiệp đấu mà thôi." Thế nhưng có một vấn đề là trước trận nhất thống giang hồ làng quyền Anh hạng nặng này, đó là theo nghĩa vụ, Aziz sẽ phải đấu với miêu hiệp Oleksandr Usyk, vì anh này đang là kẻ thích đấu đai hạng nặng của WBO. Nếu muốn đấu với Fury, Aziz có hai lựa chọn, một là bỏ đai WBO, hai là thẳng tiến đấu với Usyk. Dù sẵn sàng thượng đài với Fury, nhưng Aziz lại cũng không muốn đánh mất đai vô địch vì vụ lằng nhằng với võ sĩ người Ukraine phi thăng hạng nặng. Trong sâu thẳm tâm hồn, tôi biết mình vẫn chưa sẵn sàng đánh mất đai vô địch, vì thế nếu cần, tôi sẽ đấu với Oleksandr trước tiên. Tôi nghĩ cơ quan quản lý nên cho tôi sự gia hạn, hoặc nếu có thể xác định tôi là nhà vô địch không thể tranh cãi, Aziz lên tiếng cho biết. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Anthony Joshua được mách nước tuyệt chiêu giúp đánh bại Fury. Nhà tổ chức Eddie Hearn tin rằng Anthony Joshua không phải sợ trước sức mạnh của Tyson Fury. Anh cho rằng Aziz có đủ yếu tố để soán ngôi vua Gypsy. Sau chiến thắng của Joshua trước Pulev, người mộ đang kỳ vọng sẽ sớm được chứng kiến trận đấu đỉnh cao giữa Aziz và Fury vào năm sau. Tháng 5 được cho là thời điểm muộn nhất mà hai ông lớn người Anh có thể đối đầu để tìm ra nhà vô địch tuyệt đối của hạng nặng. Joshua đang giữ các đai WBA, WBO và IBF, trong khi đó Fury là chủ nhân của danh hiệu WBC cùng The Ring. Dù chiếc đai WBO của Aziz có bị bỏ trống trong thời gian tới do anh không bảo vệ nó trước đối thủ thách đấu Oleksandr Usyk, thì đây vẫn là một trong những trận đấu lớn nhất của lịch sử quyền Anh. Fury đang được rất nhiều ý kiến đánh giá cao hơn, tuy nhiên theo Eddie Hearn thì võ sĩ mà mình đại diện vẫn có thể giành chiến thắng, bởi sức mạnh knock-out của tay đấm thành Manchester là không lớn. Vua Gypsy đã khiến cho Deontay Wilder phải bỏ cuộc trong trận đấu gần nhất, nhưng nhìn lại tất cả những chiến thắng của tay đấm 32 tuổi trong quá khứ, Hearn nhận thấy rằng lần gần nhất mà Fury hạ gục một đối thủ đã cách đây 7 năm, thắng Steve Cunningham vào năm 2013. Khi được hỏi tại sao Joshua sẽ là người đánh bại nhà vô địch đồng hương, Hearn nói với William Hill: "Bởi vì cậu ấy có kỹ năng để đấu với một trong những võ sĩ có kỹ thuật cao nhất vào lúc này là Fury, một người cũng rất to lớn, nguy hiểm và thông minh. Nhưng Aziz lại có tốc độ bên trong lẫn bên ngoài. Cậu ấy sở hữu cú chọc thẳng có thể sánh ngang với Fury. Aziz có đầy đủ yếu tố cơ bản là sức mạnh và tốc độ. Tôi không đánh giá quá cao sức mạnh của Fury. Tôi không nói anh ta không thể đấm, nhưng đó không phải là một tay đấm hủy diệt thường xuyên loại bỏ các đối thủ khỏi võ đài từ năm này qua năm khác." Trước đây một người đã nhắn tin cho tôi qua Instagram và nói rằng Tyson Fury sẽ knock out Anthony Joshua. Tôi đáp lại: "Lần gần nhất Fury hạ knock out hoặc vô hiệu hóa một đối thủ là khi nào? Có phải là Cunningham, nhưng nó đã là 6 hay 7 năm trước rồi." Tôi nghĩ rằng dưới sự huấn luyện của Sugar Hill, anh ta đã có sự tiến bộ trong sức mạnh tấn công và rất nguy hiểm. Nhưng theo tôi, sức mạnh và tốc độ sẽ giúp Aziz tiếp cận anh ta, và một khi điều đó diễn ra, rất khó để ngăn cản Aziz. Tổ chức WBO có thể sẽ bắt buộc Joshua phải bảo vệ danh hiệu này trong trận chiến với Usyk trước khi anh so tài cùng Fury, nhưng Hearn khẳng định rằng nó không phải là một cản trở đối với họ. "Không, chúng tôi không quan tâm, bởi vì chúng tôi sẽ từ bỏ chiếc đai đó nếu phải lựa chọn. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để trận đấu thống nhất danh hiệu với Fury diễn ra. Điều này không thành vấn đề, mọi người đều muốn nó. Các bạn sẽ được chứng kiến cuộc chiến vào năm sau." Mitchell dẫn lời phát biểu của nhà tổ chức người Anh. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.